Mình cái bánh trung thu mình ăn chắc đồ má sướng lắm ta. Dùng bánh trung thu đầu mùa này chắc nó rẻ lắm ta. Có 80 ngàn cái chứ nhiêu ta. Trứng muối luôn đó ta. Mình nhớ là mình giao thiệp rộng rãi lắm mà ta. Bạn bè mình đông vô cùng luôn ta. Nhưng mà không có ai tặng mình cái bánh trung thu hết đó ta. Dùng ba cái bánh quỷ đó mà ăn uống gì mình dư sức mua mình ăn luôn, nhưng mình thích cái hàng tặng lắm luôn đó ta, nó có ý nghĩa lắm luôn ta. Nếu như người ta biết điều và lịch sự đó là người ta sẽ tặng mình một hộp bánh có 4 cái, 4 nhân 4 vị. Và nếu như những người bạn của mình đã nghe những dòng tâm sự của mình rồi thì chắc chắn họ sẽ mua cho mình một hộp bánh. Bởi vì không biết bao nhiêu cái trung thu đi qua mà tôi chưa bao giờ được ăn bánh trung thu, chưa được ai tặng cái bánh trung thu, mặc dù nó rất đơn giản nhưng không hề. Vâng, bạn tôi sẽ làm điều đó ngay trong hôm nay. Họ sẽ đi mua bánh trung thu và rủ tôi nhậu, mở bánh trung thu ra nhậu luôn.